Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Toyota Let's Go Places Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1 800 990 -319 princesslife com Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Little Saigon TV, theo dõi chương trình tin tức tổng hợp trong chiều ngày thứ sáu cùng với Thanh Tâm. Và tiếp ngay sau đây sẽ là phần tin Hoa Kỳ với những thông tin đáng chú ý như sau. Hoa Kỳ có thêm 253.000 việc làm trong tháng 4 đã vượt kỳ vọng bắt kẻ giết người hàng loạt ở miền Bắc California. Cảnh sát bắt được kẻ giết cô gái đang chạy bộ ở Arizona. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Bộ Lao động Hoa Kỳ sáng nay công bố chỉ số công ăn việc làm được tạo ra trong tháng 4 vừa qua Việc làm không liên quan đến nông nghiệp đã tăng 253.000 trong tháng 4, vượt qua ước tính của các chuyên gia dự tính chỉ tăng khoảng 180.000, con số thực tế đã vượt qua 73.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,4% so với ước tính là 3,6% và là mức thấp nhất kể từ năm 1969. Ngoài ra thì lương cũng tăng, thu nhập trung bình mỗi giờ đã tăng 0,5% trong tháng và tăng 4,4% so với một năm trước đó. Cả hai đều cao hơn dự kiến. Bộ Lao động báo cáo hôm thứ Sáu rằng tăng trưởng việc làm tốt hơn dự kiến trong tháng Tư, bất chấp khủng hoảng ngân hàng và nền kinh tế giảm tốc. Cả hai con số đều đã làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang có thể quyết định tăng lãi suất một lần nữa vào tháng Sáu, mặc dù là thị trường chỉ định giá với một xác suất nhỏ sau báo cáo việc làm. Trong khi đó thì đã bắt kẻ giết người hàng loạt ở miền Bắc California. Sau một tuần khủng bố tinh thần tại thị trấn Đại học Davis bởi một kẻ giết người hàng loạt, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông là cựu sinh viên của UC Davis liên quan đến ba vụ đâm chết hai người và làm một người khác bị thương nặng. Tại một cuộc họp báo vào hôm thứ năm, cảnh sát đã nêu tên kẻ giết người bị tình nghi là Carlos Domingas, 21 tuổi, là cựu sinh viên của trường UC Davis. Dominguez đã bị bắt vào hôm thứ tư tại Pyland và Kobe Tribe, gần Sycamore Park, địa điểm xảy ra vụ đâm thứ hai giết chết Karim Abu Najim, 20 tuổi, là một sinh viên của UC Davis vào ngày 29 tháng 4. Một bản tin của trường UC Davis đã tiết lộ rằng Dominguez là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành khoa sinh học cho đến ngày 25 tháng 4 thì có thể đã, đã bị tạm cho nghỉ vì vấn đề học. Cảnh sát cho biết trong lúc họ truy lùng hung thủ thì tìm thấy một người thanh niên nghi ngờ và tìm thấy một con dao lớn trong ba lô khi Dominguez đã bị cảnh sát chặn hỏi. Các nhà điều tra vẫn đang xem xét liệu con dao đó có được sử dụng trong các vụ tấn công hay không. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Cảnh sát bắt được kẻ giết cô gái đang chạy bộ ở Arizona. Cảnh sát ở Arizona hôm nay đã cho biết họ đã bắt được một kẻ giết cô Lauren Heike. Khi thi thể của cô đã được tìm thấy đã chết trên đường mòn chạy bộ vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 4 vừa qua. Vụ bắt giữ diễn ra sau 5 ngày điều tra và truy lùng của cảnh sát gần thủ phủ của thành phố Phoenix. Cảnh sát Phoenix cho biết Nghi can ngoài 20 tuổi đã bị bắt tại nhà riêng cách con đường nơi kỳ 29 tuổi, bị giết khoảng một dặm. Kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị tấn công từ phía sau và bị chấn thương nặng. Thi thể của Kỳ đã được tìm thấy dọc theo một con đường mòn nổi tiếng được người dân sử dụng để chạy bộ tập thể dục. Cảnh sát nhận được báo cáo về một người bị thương vào khoảng 10 giờ sáng thứ bảy. Vì cuộc điều tra còn đang tiến hành, cảnh sát chưa tiết lộ tên của hung thủ. Các nhà điều tra cho biết nghi phạm đã bị bắt tại khu chung cư nơi anh ta sống và lệnh khám xét căn chung cư. Họ cũng cho biết nghi phạm đã được đưa đến trụ sở cảnh sát Phoenix để thẩm vấn. Hình ảnh cho thấy y ngồi trên lề đường trong lúc cảnh sát thẩm vấn vào hôm qua. Cảnh sát cho biết thêm, họ bắt nghi can nhờ bằng chứng từ DNA lấy được tại hiện trường vụ án mạng. Không rõ là liệu nghi phạm và nạn nhân có bắt bất kỳ mối liên hệ nào hay không. Và tiếp theo, đoàn người di dân kéo về biên giới Mexico và Hoa Kỳ. Hàng trăm người xin tị nạn đang trú ẩn trên đường phố Brownsville, Texas khi tiêu đề 42 sắp hết hạn vào ngày 11 tháng 5. Tiêu đề 42 bắt đầu dưới thời của cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump vào năm 2020 khi bắt đầu đại dịch Covid-19 và cho phép chính quyền Hoa Kỳ trục xuất những người di dân đến Mexico mà không có cơ hội xin tị nạn. Khu vực xung quanh bến xe buýt là Plaza mà một số người gọi là Venezuela thu nhỏ. Gần đây đã chứng kiến dòng người di cư từ khắp các quốc gia đổ về. Nhiều người xin tị nạn đã chờ đợi hàng tháng trời ở Matamoros, Mexico để vượt qua sông Rio Grande sau khi rời khỏi, rời bỏ nhà cửa. Một phần là do khó khăn kinh tế và bất ổn chính trị. Sự thất vọng đã tăng lên đối với nhiều người di dân khi họ chờ đợi hàng tháng trời để truy cập ứng dụng. Một của hải quan Mỹ vòng của lực lượng bảo vệ biên giới ở Mexico. Những người khác đã vượt qua sông Rio Grande. Ông Andre Rodnick là đồng sáng lập team Browseville và nhân viên đã làm việc suốt ngày đêm để bảo đảm những người nhập cư có những thứ cần thiết để tạm sống qua ngày. Rodnick cũng cho biết là số lượng người di dân đã tăng lên trong vài tuần qua, từ khoảng 125 lên khoảng 900 người mỗi ngày. Và thông tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ. Nhóm nhà văn Hollywood đã tiếp tục đình công. Các nhà văn nổi tiếng của Hollywood đã tiếp tục đình công vào hôm nay sang đến ngày thứ ba liên tiếp. Họ biểu diễn hình ảnh của cuốn phim Chiến tranh giữa các vì sao. Khi cuộc chiến của họ chống lại các hãng phim Hollywood bước sang ngày thứ ba và trùng với ngày của kỷ niệm phim Star Wars Chiến tranh giữa các vì sao. Danny Farahani, là một nhà văn đã hóa trang thành nhân vật Bob Fett trong chiến tranh giữa các vì sao để đánh dấu sự kiện này, cho biết là đó là ngày thứ tư của tháng 5, vì vậy bạn biết đấy, cầu mong sức mạnh sẽ ở bên bạn. Đó là ngày chiến tranh giữa các vì sao. Khoảng 11.500 thành viên của Hiệp hội Nhà văn Hoa Kỳ, viết tắt là WGA, đã đình công vào hôm thứ ba, cho rằng các hãng phim đã tạo ra một nền kinh tế biểu diễn bên trong lực lượng lao động công đoàn. Liên minh các nhà sản xuất phim và truyền hình, gọi tắt là AMPTP, đại diện cho các hãng phim lớn như là Walt Disney và Netflix cho biết viết phim hoặc là chương trình truyền hình ở Hollywood hầu như không có điểm chung nào với các công việc hợp đồng biểu diễn tiêu chuẩn. Cuộc đình công đã làm ngưng sản xuất các chương trình buổi tối và có thể làm gián đoạn mùa truyền hình mùa thu và quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay, Đài Little Sài Gòn TV có một thông báo muốn gửi đến quý vị. Kính mời quý vị ở Houston, Texas đến tham dự hội trợ sức khỏe cộng đồng được tổ chức vào ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng 5, có nghĩa là ngày mai từ 10 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều tại Trung tâm Cộng đồng Người Hoa 9800 Tau Park Drive, Houston, Texas. 77036. Hội trợ sức khỏe có sổ số, số quà tặng, lô tô và chích ngừa miễn phí cho mọi người từ 12 tuổi trở lên. Và quý vị vừa theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày của Lido Sài Gòn TV. Sau phần quảng cáo sẽ là tin nổi bật với Đinh Quang Anh Thái và Hoàng Trọng Thụy. Thanh Tâm cũng rất cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị có một buổi chiều thật nhiều niềm vui có một bữa cơm thật ngon miệng cùng với gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.